Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi tiếp tục gửi tới các bạn với một câu chuyện mà một người phụ nữ, một cô gái trẻ, một người con gái sắp làm dâu đã đăng tải câu chuyện xót xa đối với cô lên trên trang Facebook, đặc biệt được rất nhiều dư luận và cộng đồng quan tâm đến câu chuyện của cô. Và câu chuyện của cô như thế này: bị mẹ chồng chê, nhà quê còn không biết đều, cô dâu tức mình hủy hôn rồi đốt luôn váy cưới 50 triệu đồng. Thưa các bạn, cô dâu cảm thấy bị xúc phạm vì câu nói của mẹ chồng nên đã quyết định hủy hôn, đồng thời hóa vàng luôn chiếc váy cưới đắt tiền cùng hơn 500 tấm là thiệp hồng chưa kịp tới tay của là khách mời. Mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu là vấn đề muôn thuở, luôn được mọi người quan tâm. Câu chuyện dưới đây của một cô gái chưa kịp bước chân vào nhà chồng lại là ví dụ điển hình. Vì một câu nói xúc phạm của mẹ chồng tương lai, cô gái trẻ quyết định hủy hôn. Không những thế, cô còn mạnh tay đốt luôn chiếc váy cưới đắt tiền cùng 500 tấm thiệp mời của mình. Và câu chuyện được chia sẻ rất rộng rãi trên Facebook, khiến cộng đồng mạng hết sức quan tâm, đặc biệt là hội chị em phụ nữ. Và câu chuyện như thế này các bạn: em vừa trải qua một chuyện vô cùng là kinh khủng. Lẽ ra hôm nay là ngày cưới của em, nhưng toang rồi, ông giáo ạ. Chắc có lẽ vì tình yêu em dành cho chồng không quá nhiều, lại cộng thêm các yếu tố khác nữa nên em quyết định chấm dứt tất cả. Em quen chồng có một lần từ thiện trên Lào Cai. Thấy bạn bè bảo anh ấy là con nhà giàu nhưng sống rất là đúng mực, giản dị và có tâm với mọi người xung quanh, nên em cũng mến. Một thời gian sau thì anh ấy tỏ tình với em, cũng tình cờ đưa về nhà chơi thôi. Nhưng bố mẹ em ưng lắm, bảo em 27 tuổi rồi, cưới thôi chứ để làm gì nữa. Vậy là mất thêm 2 tháng để chuẩn bị các thứ nữa. Bọn em cách nhà nhau 50 km, và hầu như em không tiếp xúc với gia đình anh rất là anh nhiều. Tại bọn em cũng xác định cưới xong sẽ ở riêng rồi. Dù là nhà gái nhưng hôm nhà trai sang hỏi có yêu cầu gì cho đám cưới không thì bố mẹ em bảo tùy gia đình bên ấy chứ không đòi hỏi. Nói thật, nhà em làm nông, bố mẹ em chân chất thật thà lắm, chẳng bao giờ biết làm màu mè gì cả. Về khoản kinh tế thì em thấy mẹ chồng rất là thoáng, chi hết các thứ, toàn bộ chăn ga đồ dùng trong phòng cưới là mẹ chồng em sắm 100%, không cho bọn em tự sắm gì. Anh tự hào về mẹ mình lắm, nhưng em không thấy thoải mái tí nào. Thậm chí váy cưới bà còn mang về nhà rồi bảo em mặc cái này cái kia, em cảm thấy mất tự chủ thực sự. Tối ấy về em nói chuyện với anh thì anh bảo mẹ chu đáo quan tâm, thế còn đòi hỏi gì nữa. Nhưng khổ nỗi thế này, chẳng biết ý bà là gì, nhưng là đặt đồ này mua sắm lại bảo người ta trở về nhà em rồi bọn em lại phải mang tên Hà Nội. Mỗi lần người ta mang đồ đến làng xóm lại bàn tán, bảo em số sướng nọ kia, bố em thì cưới con mà không phải lo gì. Nghĩ cũng bực, em quyết định nói chuyện thẳng thắn một lần với là chồng và mẹ chồng tương lai. Chiều ấy em đến chung cư anh ở, vì em cũng có chìa khóa thì không thể tin nổi mẹ con anh đang cãi nhau trong nhà. Em vào mà họ còn không biết luôn. Có chết em cũng không quên được mẹ anh ấy bảo em đã gái già còn nhà quê mà không biết điều, mẹ vì con nên mới cho cưới. Chứ con xem, về đón dâu cái nhà lụp xụp ấy rồi, xấu mặt cả gia đình mình. Bố mẹ nó cũng chẳng xứng đáng ngồi với người nhà mình đâu. Không phải tự nhiên mà mẹ bỏ tiền 10 mâm cỗ cho nó nhé.
kể cả đón dâu tất cả lên trên này, chứ về nhà nó thì chả cưới xin gì nữa. Về việc mua đồ đạc chuyện về nhà em, mẹ anh cũng dặn người ta phải để cả làng biết là em được nhà chồng cho biết. Nhưng cái em ớt nhất là anh ấy chẳng bảo vệ em mà một mực im lặng. Lúc ấy thực sự em không nghĩ được điều gì nữa. Em về phòng trọ mang hết chỗ thiệp 500 cưới mới lấy về ra đốt hết. Cả cái váy cưới bác ấy đưa cho em hôm trước này thì 2.000 đô em cũng đốt rồi, muốn ra sao thì ra sao. Và câu chuyện của cô gái này quả nhiên là kịch tính như phim truyền hình. Các mẹ đều muốn hóng xem kết quả cuối cùng như thế nào. Không để mọi người chờ đợi lâu, cô gái khẳng định em gửi ảnh cho anh ấy và tuyên bố không muốn cưới nữa. Anh ấy hoảng hốt sang phòng em và chúng em đã cãi nhau một trận nảy lửa. Sau đó, thực sự em không muốn nhớ đến nữa vì mẹ anh ấy bắt em đền tiền cái váy. Chồng hụt của em nhận trách nhiệm và cũng chấp nhận chia tay. Rất may là bọn em chưa đăng ký. Vậy đấy các chị ạ, câu muôn đăng hổ đối chưa bao giờ là sai đâu. Có yêu mấy cũng đừng để người ta khinh mình, khinh bố mẹ mình. Dù chưa biết thực hư câu chuyện đến đâu, nhưng cách ứng xử của cô gái được khá nhiều cư dân mạng ủng hộ. Có lẽ là hành động của cô có chút là bồng bột, cảm tính. Nhưng nếu đặt bản thân mình vào hoàn cảnh như vậy, sẽ không ít cô gái không thể nhắm mắt đưa chân bước vào một gia đình mà mình là bị coi thường. Vâng, và câu chuyện này thì có rất nhiều cộng đồng đặc biệt quan tâm và đưa ra những lời bình luận cũng như nhận xét. Và tôi cũng mong cô chú anh chị cùng các bạn nghe câu chuyện này và đưa ra một bình luận chia sẻ như thế nào đối với hoàn cảnh của cô gái. Cũng vì cái câu môn đăng hộ đối mà biết bao nhiêu đôi trai gái đã dẫn đến chuyện quyên sinh tự tử. Đó, rất là đau lòng. Và đây là một điều đau lòng vì mẹ chồng tương lai khinh khi cô gái là một cô nhà quê, khinh khi mẹ của bên cô gái, tức là Suya tương lai, là không xứng ngồi cùng bàn cùng mâm với mình. Cuộc sống ngày hôm nay thì muôn thuở đó, những cái chuyện giàu nghèo vẫn là xảy ra liên tục, không thể nào mà hết được. Nên xã hội cuộc sống là vậy. Thì tôi mong đây là một câu chuyện cũng hay, bổ ích đó, gửi tới những các bạn trẻ nắm bắt thêm và hiểu rõ thêm, và cũng như biết được sự tình trong cuộc sống hôn nhân ngày hôm nay như thế nào. Và đến đây thì tôi xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp quý vị và các bạn những video tiếp theo trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Xin chào, tạm biệt.